Vâng, xin chào tất cả các bác. Trước mắt các bác, đó là một con Omni Carver cực kỳ nổi tiếng nha. Nhắc đến Carver thì các bác sẽ biết được model CM1090. Em này công suất 310W, đặc biệt của nó là nó chỉnh được bass, mid chép đánh hai cầu loa AB, A+B. Nếu các bác mình đang chơi những cặp boss 3 series hoặc là 7 series, các bác cần một con ly để nghe nhạc đánh với boss thì 1090 là một đối tác cực kỳ tuyệt vời, đánh boss rất là hay. Và được cái nữa là nó có kia hai đồng hồ vu các bác. Khi mình nghe nhạc vẫy, và con này là hàng nội địa Mỹ nha các bác, hàng nội địa Mỹ nha, không phải hàng xuất nha. Điện 110-120. Máy rất xuất sắc, giá là 13 triệu bắt đầu mình nhanh tay sở hữu nha. Giá thì bên em cân đối tốt cho các bác để chơi, và các bác có thể thấy máy rất đẹp nha. 310W chạy sọc Toshiba 302-281. Đây là phần trên nóc của con Omni. Rất đẹp nha. Hàng nội địa nha các bác, chứ không phải là hàng xuất nha. Hàng xuất nó sẽ chạy có cầu 220 nhưng mà là con hàng nội địa nha. Đấy. Cái nắp rất là mới, ruột gan. Đây là cái tăng phô. Các bác thấy tăng phô đẹp không? Sexy. Trân tinh, rất đẹp. Đây là bốn con Toshiba của nó. Mã là 302281, xanh đen. Sò này các bác sẽ thường thấy trên những con bao khủng như là Aquafire Pro 5 này. Nói chung dòng Aquafire, bao Aquafire là boss vân vân đều sử dụng những dòng sò này. Máy rất đẹp nha các bác. Tất cả chiên đét hết, hoạt động hoàn hảo, nhưng mà cơ bản là đó điện 110-120 nha. Hàng nội địa Mỹ 310W. Đặc biệt nữa là cái dòng mà nội địa sẽ là chạm loa, nó sẽ là bắp chuối mỏ chim luôn nha. Chúng ta kém bắp chuối thẳng vào luôn. Thấy chạm loa mới không? Chúng ta mỏ chim thì chúng ta vặn ra. Còn nếu xài loa dây loa cao cấp thì các bác cắm bắp chuối vào luôn. Đây. 310W CM1090 đã đường tín hiệu vào. Máy đánh trở kháng từ 416 ohm. Tất cả keo chỉ còn nguyên. Đây, nguyên mộc mạc nha. Keo chỉ còn nguyên nha các bác. Nhìn cái tăng phô đủ yêu rồi. Hãy bác nào chốt con cover BM CM1090 này về nghe nhạc, đánh loa boss hoặc là đánh những dòng loa nghe nhạc thích chắc tiếng cover, ở tầm tiền này các bác sở hữu được một con Omni cover mà chỉnh được dây mic đặc biệt, cover 1090 tiếng bass rất là chắc nha, nó tiếng bass chắc cực kỳ. Đấy, bác nào chốt alo cho em nha, cover CM1090 mới cập bến chung với những con Marantz.